Tất cả các bác nha, sáng nay là ngày mùng 3 tháng 11, em mới về cái lô hàng mới, em đang giới thiệu với các bác xem cảm thấy con nào hợp lý ưng ý nha, tại hàng các bác nhé. Số điện thoại em là 0383 440 440. Đấy. Con đầu tiên lên cho các bác một quả phải nói là kịch kịch điển luôn. Đây, rất nhiều các bác hỏi em đồng hồ nữ của quả Carnival đây. Hôm nay em về con này đây. Hôm trước có một con về rồi nhưng mà có một bác lấy mất rồi, sau nhiều bác hỏi quá mà không có. May đợt này đấu mãi được con này. Đấy, con này là giải ngân hà các bác nhé. Bác chờ một tí. Đây, ngắm nhìn em con này này, VIP chưa? Đấy, giải ngân hà quá nhé. Các vì sao này. Một ô click của nó góc 6 giờ. Cơ automatic tự động quá nhé. Một con hàng chính hãng của Carnival luôn. Đấy, nước vàng của nó mạ rất là đẹp. Đấy, khóa kia của nó này. Chất lắm quá nhé. Con này thì cực đại chất rồi. Mới tinh mới nhá, full hộp đấy ạ. Đây. Em này chống nước 30 m. Đấy, một con Carnival. Đẹp chưa các bác? Đấy, niền của nó là phun đáo nhé. Con này thì không có điểm gì để chê, xuất sắc luôn. Size của em nó là size 31. Mã gì? 31, con này mã V11. Hôm qua là mã V. Mã V11 này. Size 31. Đấy. Giá con này là 2,7 triệu. 2,7 triệu các bác nhé. Một con Carnival đẹp xuất sắc luôn. Đấy. V11 size 31 giá 2,7 triệu. Giải thiên hà các nhé, con này giải thiên hà. Đấy. Đây, hôm nay em lên cho bác một con này. Dành những bác nào đam mê size to size đẹp luôn. Đây, ngắm nhìn con này đảm bảo các bác kết liền. Đấy, xoay ạ. Đấy, mê man chưa ạ. Thương hiệu tiền tỷ nhá, con này chỉ là hàng chính hãng, tiền tỷ con này nó là bản siêu cấp các bác nhá, nó chưa phải là bản chính hãng đâu. Chính hãng con này nó phải tiền tỷ đấy, không có tiền trăm đâu bác nhá. Siêu cấp các bác dùng thì nó không khác gì hàng chính hãng đâu nhá, độ hoàn thiện nó cực đẹp luôn. Đấy, xoay đẹp các bác, cực đẹp luôn. Perilet đó nha. Nó là tiếng Anh đọc cái gì khó đọc lắm, em cứ đọc là Perilet bác nhá, Perilet. Đấy. Thương hiệu tiền tỷ bác nhá. Xoay đẹp lắm con này. Chất lư luôn bác nhá. Đây, bác nào đeo con này đẳng cấp luôn. Tay to to mà một tí đeo con này cực đẹp. Perilet. Hàng này hàng siêu cấp các bác nhé. Size 45 ạ. Con này size 45 các bác nhé. Đẹp nhức mắt luôn. Nhưng mà con này thì không có điểm để chê. Mã V12. Size của nó là 45. Bao lấy con này em để các cái giá là 6,2 triệu các bác nhé, 6,2 triệu ạ.
một con siêu cấp Peerless thương hiệu tiền tỷ các nhé. V12 size 45 giá 6,2 triệu. Này em lên cho bác một quả này mới kinh điển này. Đây em lên cho bác một quả Carnivan. Bản này dành những bác nào tay vừa vừa bác nhé, vừa vừa và nhỏ nhỏ thì cực kỳ đẹp luôn. Hai ô cửa lịch góc 12 giờ đấy ạ. Đấy. Niền này đính đá này, niền phun đá. Carnivan bác nhé. Cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng của Carnivan luôn. Bao các bác là hàng chính hãng 100% bác nhé. Mới tinh chưa sử dụng lần nào bác nhé. Carnivan thương hiệu nó quá nổi tiếng rồi. Nói chung là các bác mua hàng pha ke không nói làm gì, các bác mua hàng chính hãng con này không hề rẻ đâu nhé. Các bác phải tiền chục đấy ạ. Đấy, còn chính hãng, còn hàng pha ke nó bây giờ cũng mấy triệu rồi. Đấy, có nhìn cái bộ máy nó đẹp không? Đấy, nó thiết kế bộ máy. Carnivan. Cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng Carnivan. Hai ô click của nó góc 12 giờ. Đấy. Hai lịch kim nữa bác nhé. Con này size vừa đấy ạ. Size vừa và nhỏ. Size em nó là size 40. Đấy, bác nào tay vừa vừa đeo này quá đẹp luôn ạ. Này nó là mã V13 size 40. Con này giá của nó chỉ có 3,4 triệu bác nhé, 3,4 triệu đi ạ. V13 size 40 giá 3,4 triệu. Tiếp tục một em chính hãng thương hiệu đình đám luôn, đảm bảo các bác nhìn con này bác nào không mê mới lạ này. Bác nào tay to to cướp ngay con này phải cho em, một con Forseal này, hàng chính hãng này. Đấy, Forseal cơ automatic tự động á, con này hàng C luôn nhá, con này hàng C đấy chứ không phải là hàng mới nhá, hàng C bãi Nhật nhá, sử dụng rồi ạ. Này bác nhìn cái máy nó đẳng cấp chưa. Đấy, máy mì các bác nhá, 21 chân kính. Đấy, con này là sản xuất tại Trung Quốc nha, nhiều nó hàng chính hãng quá nha, tôi làm bộ là máy Nhật hết bác nha, không phải là máy Trung Quốc đâu các bác nhá. Đây ạ, à, nó có made in China này bác này. Đấy, đấy, Forseal China nhá, tức là con này là thương hiệu Forseal nhà sản xuất tại Trung Quốc quá nha, chứ không phải đồng hồ Trung Quốc đâu các bác nha. Các bác lưu ý vấn đề đấy, nhưng các bác đừng có để ý chữ Forseal này là các bác tưởng đồng hồ Trung Quốc, không phải. Em bao bác là hàng chính hãng 100% nhá, bác nào mà phát hiện con này không phải hàng chính hãng em tặng luôn, không phải trả tiền nhá, được chưa? Nhưng các bác đừng để ý cái chữ China này là tưởng hàng Trung Quốc là chết đẹp ạ. Chống nước 50 mét, kể cả iPhone có cả bây giờ nó sản xuất Trung Quốc ở đâu các bác, đúng không ạ? Thương hiệu nào nổi tiếng bây giờ chả có nhà máy ở Trung Quốc, nhưng nó vẫn là hàng chính hãng. Đẹp chưa ạ? Này gọi mềm mặn luôn. Size của em này là size 45. Size 45. Mã V14. Size 45. Đấy, con này giá 3 triệu. 3 triệu các bác nhé. Đấy, V14 size 45 giá 3 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một quả này nữa này. Lên một con hàng si cho nó đẹp đẹp. Đây, con này nó đẳng cấp luôn. Anzer Clover. Đấy, một quả Anzer Clover bác nhé. Đẹp chưa? Nước vàng nó đẹp, rất là đẹp bác nhé. Đài dày này.
khóa zin hết bác nha. Dây zin khóa zin luôn ạ. Đấy. Anze Clover bác nhá. Đấy. Ra 31 đấy ạ. Một con chạy pin bác nhá. Đấy, pin Nhật. Con này chống nước 200m. Đấy, siêu chống nước rồi. Con này thì nó đeo lên tay nó đẳng cấp quá nhá, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì không có điểm gì chê được hết, xuất sắc luôn. Size em này size 46. Con này size 46. Size 46, mã V15. Size 46. Giá của em này có 2,5 triệu đấy các bác nhá, rất là rẻ. Đeo con này thì cả đời chả hư. Mã V15 size 46 giá 2,5 triệu. Một em Calivan xuất hiện. Đây ạ. Con Calivan này là bản đặc biệt các bác nhé. Đây. Mặt xanh phun đá. Đặc biệt ở chỗ là con này. Này có nhìn chưa? Đấy, nó đi kèm theo một vật kỷ niệm đặc chủng của Calivan. Một cây bút bác nhé. Đây ạ. Một cây bút của Calivan này ạ. Đấy, ok chưa? Rất là sang trọng. Đấy, đây là theo bộ nhé. Con đồng hồ đây là theo bộ đây ạ. Con này nó là cực phẩm rồi, không phải bàn cãi nữa rồi. Này, con ngắm nhìn của em cái. Đây, niền đá nhé, niền đính đá này. Mặt xanh. Một con Calivan. Đấy. Hai ô cửa lịch này, lúc 6 giờ. Đấy. Con này rất là mỏng nhé. Form đúng là form Rolex thật, mỏng dính. Đây, máy Senco bác nhé. Máy của nó là máy Seiko ạ. Chống nước con này là 50m. Bao các bác là hàng chính hãng 100% nhé. Con này con độc nhất vô nhị, không có con thứ hai. Cái bản này là bản kỷ niệm gì bác em không hiểu, nhưng mà nó tặng cái bút đẹp lắm. Size của nó là 38 3842. Một con Calivan phiên bản đặc biệt. Size 38 42. Phiên bản này nó mới có được tặng cái bút hay thật đấy. Cái này là mã V16. Size của nó là 38 trên cho 42. Giá của em này là 5,5 triệu bác nhá, 5,5 triệu ạ. Đây, bộ nó có theo cái này bác nhá. Đấy, cả hộp bút cái này luôn. V16 size 38 42 giá 5,5 triệu. Đây, tiếp tục em lên cho bác một quả này nữa đi. Wow. Trời ơi, con này nó đẹp. Con này đẳng cấp quá các bác ạ. Con này các bác tay con nào bế ngay con này về cho em. Quá xịn luôn. Này các bác nhìn này. Một con Polis này, xịn sò chưa ạ? Đẹp khủng khiếp luôn đấy. Đấy, bên này lịch ngày, bên này lịch thứ nhé. Đấy. Đẹp quá, này, mỏng dính luôn các bác nhìn ạ. Đấy, một con Polis chạy pin bác nha. Hàng chính hãng 100% luôn. Chống nước 50m. Con này lên tay thì đẹp lắm các bác nhìn này. Đây. Mỏng không nhìn thấy gì luôn. Sao có con đồng hồ đẹp thế này không biết. Chạy 2 kim bác nhá.
dây thoải mái, tay bác nào đeo vừa hết á, vì nó có mắt thừa nhiều lắm. Em này là size 41 các bác nhá, đẹp khủng khiếp luôn. Đấy, size 41. Mã V17 size 41, con này giá 2,4 triệu nhé, 2,4 triệu con này các bác nhé. V17 size 41 giá 2,4 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một quả này đi, một quả này thì nó gọi là siêu hiếm rồi. Chắc chỉ có mình nhà em có con này, chắc các bác đi mỏi mắt chả đâu có đâu ạ. Dám khẳng định các bác luôn một điều như vậy. Thì con này em trên trang đấu nó có một mình, có một con duy nhất thì em đấu mất rồi, thì làm gì có nhà nào có đâu các bác, đúng không ạ? Thế mới dám khẳng định là không ai có chứ. Trời ơi, đồng hồ gì này trời, nó đẹp này các bác, ai chịu nổi không ạ? Đấy, một con T-Max bác nha. Đấy, một con T-Max này, cơ auto thích tự động, một con hàng chính hãng của T-Max luôn. Ui nó đẹp vừa vang rồi. Đúng là hàng si độc nhất vô nhị luôn. Cái hàng si nó có cái hay như đấy các bác nhá. Nó không có giống ông nào hết á. Mỗi con nó một kiểu một cách. Quá đấy ạ, quá T-Max đấy ạ. T-Max 100. Hay thật cái Ultimax này. Đẹp chưa? Chúng là không điểm chê bác nhé. Con này xuất sắc đấy. Đấy, một con Ultimax cơ auto thích tự động. Đẹp quá. Size của nó là size 48 bác nhé, con T-Max này size 48 ạ. Cơ tự động bác nhé. Bác nào tay to đeo con này chất lắm các bác nhé. Mã V18 size 48, giá con này là 3,2 triệu ạ. 3,2 triệu con này bác nhé. Mã V18 size 48 giá 3,2 triệu. Đây em lên cho bác con này, con cực phẩm luôn nhưng mà. Này, sổ sách các bác nhé. Đấy, sổ sách rất đầy. Lớp lót. Đẹp chưa ạ? Thương hiệu này thì khỏi bàn rồi. Đẹp lắm các bác nhé. Pin này. Thép 316L, thép này các bác đeo trọn đời không han không dỉ không xuống màu, chống nước 50m, dây khóa nguyên zin luôn. T-Max con này size 45, này toàn size to. Mấy cái lô là toàn size to, sướng thật.
size 45. Con này mã V19. Size 45. Con này giá của nó có 1 triệu 8 bác nhá, 1 triệu 8 thôi ạ. V19 size 45 giá 1 triệu 8. Em lên tiếp bác một quả Mario này, Valentino bác nhá, full hộp luôn. Con này nó như một con Rolex các bác ạ. Full hộp sổ sách đầy đủ luôn. Một con Mario Valentino. Những cái thương hiệu chính hãng đọc đó cả mồm. Đây, bác nào đây ạ? Nam tay nhỏ nha. Mario Valentino. Cọc số là mã, một ô click của nó góc 3 giờ. Máy pin. Dây zin luôn nhé, dây khóa zin luôn. Ra 31 nhỉ? Nhật luôn nhé. Mario Valentino. Form dáng đẹp thật. Đây bác nào tay nhỏ đeo con này đẹp lắm bác nhé. Hoặc là bác nào mua tặng vợ, vợ mà cá tính ấy, đeo thích đeo đồng hồ mặt to, đeo con này đẹp. Cực kỳ chất luôn. Size nó chỉ có tầm 36 là cùng. Ấy, size to lắm bác ạ, size 37 luôn các bác ạ. Nhìn vậy thôi nhưng mà em tưởng nhỏ nhưng con chả nhỏ đâu. Size 37. Mã của em nó là mã V10. Size 37 này. Đấy, cái này giá của nó là 2,4 triệu. 2,4 triệu bác nhé. Đấy, V10 size 37 giá 2,4 triệu. Đây tiếp tục ăn lên cho bác một quả này đi. Đây ạ. Một em Daniel Dolat. Như một cục vàng các bác ạ. Đấy, như một cục vàng các bác nhé. Daniel Dolat, cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng của Daniel luôn. Đấy, quá đẹp luôn. Chống nước này 50 mét luôn. Daniel Dolat. Đẹp quá trời. Như một cục vàng luôn. Lộ trên lộ dưới. Size của em nó là size 42. Lòng trong là 40 nhé, 40-42. Daniel Dolat. Mã V21. Size của nó là 40-42. Giá con này là 3,4 triệu. V21 size 40-42 giá 3,4 triệu. Đó, đấy video ngày nay em xin phép tạm dừng các bác nhé. Các bác ưng thì em nào thì nhanh tay liên hệ. Em xin chào các bác.